khu vực này, địa bàn này, tôi biết đây là Đây là cái cái nhà gì? ông Đây là xã Dũng, nào? xã Sư Bài, thôn 1 xã Sư Bài, nhưng dãy của nhà ông Dũng, trạm trưởng trạm đường 10 cây năm, Ông Dũng thuộc công ty nào? công ty kiểm lâm của xã Sư Bài, công ty lâm nghiệp Sư Bài, công ty lâm nghiệp Sư Bài, Ông Dũng phải không ạ? ông Dũng. Đây là cái gì? Đây là trước mặt Đây ông này. là rẫy của ông Dũng, trạm trưởng trạm kiểm lâm đường 10 cây năm. Từ đây mà đến cái trạm xa không anh ơi? 500 m, chờ đây cứ vào độ 500 m Là đến cái trạm của ông Dũng. của ông Dũng. Vâng. Vâng, xin cảm ơn ông. Một cây sao xanh có đường kính 1,4 m, 1,5 m mới bị triệt hạ khoảng ngày mùng 7, mùng 8 tháng 2 năm 2023. Đây là thuộc khu rừng của công ty Spy. Đây là cây sao xanh. Cây sao xanh nhóm 2 có đường kính hơn 1 m, chiều cao là hơn 40 m, mới bị triệt hạ cách đây khoảng 3 4 ngày, khoảng một ngày, hôm nay là ngày khoảng ngày mùng 7. Khu vực này, địa bàn này, tôi biết đây là Đây là cái cái gì? nhà ông Đây là xã Dũng, nào? xã Sư Bài, thôn 1 xã Sư Bài, nhưng dãy của nhà ông Dũng, trạm trưởng trạm đường 10 cây năm. Ông Dũng thuộc công ty nào? Công ty kiểm lâm của xã Sư Bài, công ty lâm nghiệp Sư Bài, công ty lâm nghiệp Sư Bài. Ông Dũng phải không ạ? Ông Dũng. Đây là cái gì? Đây là trước mặt Đây ông này. là rẫy của ông Dũng, trạm trưởng trạm kiểm lâm đường 10 cây năm. Từ đây mà đến cái trạm xa không anh ơi? 500 m, chờ đây cứ vào độ 500 m Là đến cái trạm của ông Dũng. của ông Dũng. Vâng. Vâng, xin cảm ơn ông. Đây là cây sao xanh. Cây sao xanh nhóm 2 có đường kính hơn 1 m, chiều cao là hơn 40 m, mới bị triệt hạ cách đây khoảng 3 4 ngày, khoảng một ngày, hôm nay là ngày khoảng ngày mùng 7. Một cây sao xanh có đường kính 1,4 m, 1,5 m mới bị triệt hạ khoảng ngày mùng 7, mùng 8
tháng 2 năm 2023. Đây là thuộc khu rừng của công ty Spy. Cái này là cây gì? Cây này là cây gì? Cây chám hả? Cây chám này có đường kính khoảng 1m8 đến khoảng 2m rưỡi. Các đối tượng đang đốt